Xin chào cả nhà ha. Sáng nay mình ghé đường Bàn Kiếp mọi người, đây có quán hủ tiếu nuôi bánh canh Thập Cẩm Xuân thì có giá 25.000. Ở trên con đường và Bàn Kiếp khu quận Bình Thạnh mà bây giờ mà bán có giá là 25.000, là hình như là trước Tết thì bán có 22.000 nè. Bởi vì chỉ được cái là hơn người khác là chỉ có nguyên cái bàn ngay đây luôn nè. Cho nên là bán giá nó cạnh tranh được. Chứ còn bây giờ mà trên có con đường Bàn Kiếp cái kiểu là sầm uất cái kiểu này. Từ sáng trưa chiều lúc nào ha, nhất là buổi chiều ha, rất là sầm uất luôn. Bán cái giá này là tuy mặt bằng là chịu không nổi đâu, nhưng được một cái là hồi chỉ không tốn tiền mặt bằng cho nên là thì bán cái giá rất là cạnh tranh luôn. Cái tô hủ tiếu thấy khủng luôn à. Đây con đường Bàn Kiếp, trời khách nó quá trời luôn hả. Này cái xe của chị là một cái tô 25.000, nó có tôm ha, có trứng cút, có mật, có thịt, có huyết, có gan, có đầy đủ hết ha. Một tô hấp dẫn lắm, nói chung là 25.000, nhưng mà ở đây bán tô đại đặng ghê lắm mọi người. Bây giờ là hơn 7 giờ 10 một xíu, là chuẩn bị là nấu cái phần buổi trưa ở đây bán cái món gì má món gỏi vịt cơm, buổi trưa bán cơm, buổi chiều bán gỏi vịt, bán quá trời món rồi này. Bây giờ với 7 giờ mà mấy cái món này là hết rồi đó. Hủ tiếu mì thấy là cái nước ở đây nữa, người ta làm cái nước cần ngon á. Đây cái tủ phía trong ha. Hôm bữa trước em nhớ chị là bán 22.000 là lên 25.000 khi nào ta? Dạ, Tết rồi. Tết rồi hả? Dạ. À. Đây là quán hủ tiếu 22.000 trước Tết đó mọi người. Bây giờ mà ở cái khu này mà tìm được cái giá đó là hơi bị khó đó. Dạ. Cái hủ tiếu ở đây ăn ngon, cái nước trong mà ăn ngon, thấy thấy nấu nước kính, dạ. Dạ. Vậy ha, sớm ghê. Cái nước lèo là ăn tuyệt vời đó, thấy trong nhưng mà ăn cái ngọt ở rồi đó, rất là ngon. 25.000 mà tô đại đặng ghê hết rồi. Bây giờ bà bán ở vỉa hè là cũng là 25.000 là rẻ nhất rồi chị. À đây người ta định tính ăn đi món tiếp khô. Ở đây quán này là ba chị em gái chia ra là 3 ca, mỗi người phụ trách 1 ca. Trưa là bán cơm gì ha? Dạ, chưa bán cơm ạ. Trưa bán cơm, chiều bán gỏi vịt. À, à. Chia ra ba chị em gái chia ra 3 ca luôn ha. Mỗi người phụ trách mỗi ca. Đây là hàng người ta cộng chị nè, chị mà bán ra buổi chiều hình như là bây giờ chưa gắn. Hai chị bán buổi sáng rồi, giờ trưa hai chị bán luôn. Hủ tiếu khô ha. Nó thật ra trên con đường Bàn Kiếp mà bây giờ bán 25.000 vẫn rẻ lắm nha. Bởi vì nếu mà thuê mặt bằng là bán 25.000 là khó mà trụ nổi lắm. À kia chị kia. Chị bán bụi bán gỏi vịt rồi bây giờ đang luộc vịt kia. Đây được cho mua 25.000. Mọi người thử đi, bán ăn cái hủ tiếu ở đây, hủ tiếu nó ngon ha. Một xô nước lèo để ăn cái hủ tiếu khô. Cái mẹp càng nhỏ và chế bắn nguyên ngày thay ca liên tục á. Này bán tới mấy giờ rồi bắt đầu bán cơm chị?
tới 10:30 bán cơm. Cái phần nuôi và bánh canh thì ở đây nó ít phụ thôi, còn chủ yếu là hủ tiếu mì ha. Hủ tiếu mì là món chính của cái quán này luôn đó. Mình thấy ăn qua đây mình ăn hình như là 3 lần rồi đó, 3 lần món ăn. Cái hủ tiếu ở đây ăn ngon, cái nước lèo nấu nó ngọt, cái kiểu cái ngọt và tự nhiên đó mình nấu từ xương từ thịt đó, chứ không phải là cái đó. Hủ tiếu lèo, nước lèo nấu trong ăn rất là ngon, thêm cái phần ngò nữa ăn vô nó thơm, cái nước lèo nó rất là ngon đó. Còn cái phần cơm trưa, cơm với lại gọi việc buổi tối thì thật sự là mình chưa ăn, là chỉ ăn buổi sáng anh ơi, cái tủ đi. Có xương ha, cái đặc biệt cái thịt ở đây ăn rất là ngọt, bởi vì thịt heo người ta làm cái thịt heo tư á, heo nóng á, cho nên là ăn nó ngọt nó thơm lắm. Mình thích cái cách làm ở đây đó. Cái quán này một trong những quán ăn mà thấy ghiền rồi đó, nó rẻ ha. Ví dụ như là bây giờ ở khu trung tâm quận 1 á thì bán cái giá vỉa hè cũng là 25.000 rồi, ở đây là có mặt bằng bán 25.000 là quá bình dân luôn. Thằng nuôi hết luôn. Nuôi bò viên thôi, không có thịt bò viên. Nuôi bò viên. Ghét nuôi nha. Không tiêu. Nuôi cuối cùng nha. Không tiêu đó luôn. Không tiêu nha. Mì nó có hai loại đó ha, cái sợi lớn sợi nhỏ nữa. À. Hôm nay đổi ăn mì nha. Thì khô. Và lấy tôm với chút thôi. Tô 25.000 thấy đã cho mình. Thật lâu rồi đó. Hai con tôm, bốn con cút, bởi vì không ăn thịt. Không ăn thịt xương thì người ta sẽ bỏ thêm trứng cút với tôm. Tôm đen. Cút bên nào nước lèo nằm ăn ra.
ơi, mọi người ghé ở đây mà dùng thử hủ tiếu mì rồi nuôi bánh canh thì ghé ở số 22 đường Bàn Tiếp nha mọi người, phường 8 quận Bình Thạnh. Ai buổi sáng đồng bán ấy, ở đây bán sáng suốt à. Mấy cái bàn hủ tiếu tổ tiếp xưa chắc là chưa hai tổ tiếp xưa luôn. Cái hủ tiếu xương cũng đồng giá 25 luôn hả chị? Rồi à. Nhìn chất lượng ha. Cột xương này nhìn ngon á. Thật quá trời luôn. Đây mọi người xem cái tô hủ tiếu 25.000 trên đường Bàn Tiếp chất lượng chưa? Hồi trước Tết hình như là bán 22.000 á, bữa nay là lên 25.000. Có tôm ha, có trứng cút, có thịt, có huyết. Ồ, có mọc nữa. Trời, này, một tô hủ tiếu 25.000 trên đường số 22 đường Bàn Tiếp nha mọi người. Được cái là đây nấu nước trong veo à. Thôi, mời cả nhà dùng buổi sáng ha. Cái thịt ở đây ăn rất là ngọt ha. Cái thịt theo tư á. Là dưới chanh vậy nữa. Có ớt, có chanh. Có đầy đủ ha. Số 22 nói chung là đầu dạng đầu đường đối diện cái trường tiểu học Hà Huy Tập. Cái đường Bàn Tiếp mọi người. Hồi trước mình đã có quay chia sẻ một lần rồi nha. Chắc khoảng năm trước à, đầu năm trước sao á. Lúc đó bán có 22.000 à. Nay thì thấy điều chỉnh giá lên 25.000 rồi. Thật ra là ở Sài Gòn bây giờ mà một tô hủ tiếu như thế này mà 25.000 tương đối là rẻ thôi. Bán vỉa hè nó cũng là 25.000 rồi. Ở đây người ta có cái quán người ta đàng hoàng đó, có bàn ghế đầy đủ á. Ở đây chị này chị bán cái giá khỏe trời, bởi vì sao? Bởi vì đây là mặt bằng nhà chị á, chị không có thuê để bán cái giá này được. Thuê bán giá này không nổi chuyện đâu.